Rồi, em Thắng xin kính chào với bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ khi em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì ngày hôm nay em về được một thùng hàng anh em, trong một thùng này nhỏ ha, những cái vỏ nước ha. Cái thùng này có bốn cái á. Đó, thùng này nhỏ nhắn thôi, để mở ra thấy có gì ha. Quá đông rất là kỹ lưỡng anh em. Đây. Những cái vỏ nước Nhật ha. Những cái vòi nước Nhật anh em đó, thì nó sẽ có một cái này là một cái giống như một cái đầu nối nữa đó. Những cái này thì hàng rất là xịn nha, mới chưa xài. Cái này là người ta trang một bộ cụm chi tiết á, chủ yếu là cái đai là nó mát tiền này, chứ cái này là nó thường đó. Đây thì bốn con này nó giống nhau như em, đều tất cả là hàng chưa xài đó. Cái dòng này thì anh em mình biết rồi, trên thị trường nó bán khá là mát tiền luôn á, hàng chưa xài này đó. Quá hợp lý nên em Thắng sẽ tra các mã vạch cho anh em mình xem. Đó, cái dòng của hãng Toto nha. Hàng của Toto anh biết là rất là chất lượng luôn, và hàng này là hàng mới 100%. Đó, đây nó sẽ gồm có hai chi tiết nha, để đem gắn lại từng cho anh em mình xem luôn. Mới 100%, thì hàng này là hàng trưng bày bên Nhật anh em, trưng bày bên Nhật chưa này. Đó thì bên trong anh em thấy nó có cái ngoan này đó, đúng không? Cụm bên này trong một điều chỉnh nước gì đó thì em rành đó, đây anh em mình gắn luôn ha. Đó, gắn vô nó này, còn khi em mở ra thì mình nhấn xuống thôi, mình nhấn xuống thì mình lái ra thôi nha anh em. Nó rất là thuận tiện này ha, mới tinh luôn, tôi mới 100% mới chưa xài nha anh em. Này của thằng Toto này, và Toto thì nó có nhiều nhà máy lắm. Này thì nó được sản xuất ở Nhật nè anh em. Đó, đây sản xuất ở Nhật nha, GES là tiêu chuẩn công nghệ của Nhật đó ha. Dòng này là dòng T28AUNH13 đó. Đây một con này, bốn con nha anh em. Bốn con này thì nó giống hệt nhau, chẳng khác gì đâu. Để em cứ ra cho mọi người xem và sẽ giới thiệu kỹ cho anh em mình xem, cho anh em mình biết cái sản phẩm này ha, và giá cả của nó luôn. Con này giá bên Nhật nó cao lắm, tầm khoảng triệu mấy con á. Đây anh em ha, mới tinh luôn nha, không có bị trài xước gì đâu nha anh em. Cái này thì khi mà em quấn mọi người em sẽ quấn kỹ nha, sẽ quấn kỹ để nó không có bị trài xước đồ này nọ. Hàng mới 99,99% luôn. Đó. Kiểu này là hàng mới mà nó kiểu thiếu cái hộp thôi nha anh em. Do là người ta trưng bày này nó nhiều khi là bụi bặm thôi, nhưng mà cái này cũng không có bụi luôn. Cái này thì nó cũng mới tinh luôn, không có dính bụi biết gì ha. Đó. Thì một bộ là một bộ như thế nào là gồm hai chi tiết. Đó anh em ha. Này thì giống như một cái đậu lọc ra đó ha. Đó. Đó. Chi tiết bên trong. Rất là nhẹ nhàng ha, đó, rất là nhẹ nhàng. Hai cái ha. Hai cái. Đây, bộ thứ ba cũng vậy. Bốn cái anh em. Tinh luôn. Những cái này nó làm bằng đồng thau nha anh em, và cái Toto là anh biết cái hãng nó là rất chất lượng luôn. Giá thành nó lúc nào nó sẽ cao hơn so với những cái hãng khác ha. Đó, cao hơn so với những cái hãng khác. Đây, anh em mình đang xây nhà này nọ, mình thích cái đồ mới của Nhật mua về mình lắp cho trong gia đình. Đó. Ba bộ Toto này, đó, Toto thì lúc nào nó cũng có dập thương hiệu trên này này ha, Toto. Dòng sản phẩm này của mình là T28 ha, AUNH13. Cái này thì nó có thông tin trên mạng, thì tí nữa em đăng sẽ tra cho mọi người ha. Cái loại này thì nó có bốn con mới thôi. Anh em mình phù hợp với mình lấy trong nhà mới mình xây này nọ ha, trang bị hoặc là mình thay thế để cho căn nhà mới của mình. Đó. Đây, ba bộ. À, 4 bộ ha, thì bộ nào cũng như bộ nào thôi, mới 99% hết. Đó. Đây thì cái vò này thì nó cũng chả xa lạ gì đó anh em ha. Đây trên Shopee người ta cũng bán này anh em. Đó, vò tô và nước tưới vườn này, Toto T28 THAN13 này, đó, THAUNH ha. Đây này, còn đây là AUNH13 này, đó, y hệt hơn nha anh em. Đó, thay thì nó bán trên thị trường Shopee là 950.000 một con á. Đây, bên Nhật đồ này nó cũng có này, đó. Thế giới nước đồ này nọ này nó cũng có bán này, Amazon cũng có bán này. Đó, trên nói chung là có cái dòng này thì nó rất là thông dụng nha anh em. Đó, nó thông dụng bên thị trường đó. Đó, đây là bên Nhật nó bán 5 sen là tầm khoảng 1 triệu này ha. Đó, có chỗ thì nó bán tới một mang luôn, một mang là nguyên bộ sao đó ha.
Đây thì cụ thể này, đó bữa nay là nó bán 1.500.000 này, 8.650 yên này. Nói chung là con này nếu mà anh em mình mua bên Nhật á là nó tầm khoảng là 1.000.000, trên tiền triệu ha, đó, trên tiền triệu rất là cao. Đó, đây mình sẽ xem một cái hãng Shopee này, Shopee Việt Nam người ta cũng bán này. Đó, thì cái trang này cũng rất là lớn nha, thì họ bán là 950.000 nhé ha. Đây 950.000 chứ không có rẻ đâu nha anh em. Đó thì cái dòng là anh em mình thấy này, nó là đây thông dụng này, dùng để tưới vườn anh em, lắp ráp đặt ở mọi vị trí này. Ren của mình là ren 21 ha. Đó thì thăng của van của mình là màng đồng đồng thao, thì cái này là hàng nhập trực tiếp từ Nhật luôn, không phải là Toto đúng, có nhà máy ở Việt Nam nữa. Nhiều khi là cái mặt hàng này người ta bán ở Việt Nam cũng có, nhưng mà cái này là được nhập trực tiếp từ Nhật ha. Đó này, đó đây là những cái lực nước áp nước này, ren size này anh em mình xem này. Đó sử Nhật Bản ha. Đó đây 950.000 ha. Đó 950.000 một con là cái giá của họ thôi. Đó, còn bên em Thắng thì giá sẽ thấp hơn. Đó đây, nhưng mà hàng này là anh em yên tâm nha, mọi người mua hàng vào nước bên em biết rồi. Đó, những cái vò này là được nhập Nhật, nó thùng bao bì đồ này nó tem rồi đây. Đó mới vừa về luôn nha anh em, 4 chiếc mới tinh luôn. Đó đây. Đó mua một bộ ha, về mình gắn trong nhà mình xài này, mới gửi đồ bên Nhật về này ha. Đó bạn em nó gửi ha, đó bạn nó gửi về được mấy vò này. Hàng này nó mua bên đấu giá bên mình kho đó, dạng là người ta trưng bày đó anh em, nên là mới được giá rẻ thôi. Chứ còn này về Việt Nam nó bán 950.000, nhưng mà những cái hàng 950.000 đó là có thể là nhà máy ở Việt Nam nó gia công, hoặc đây là nhà máy Nhật ha. Này, nhà máy Nhật nó gia công rất là sắc nét ha. Rồi thì anh em là mình thích cái quà này nha, mọi người mình chốt giúp em mã số của mình. Rồi giá của mình là 800.000 nha anh em. Đó 800.000 một bộ như này, hai chi tiết ha. Hai chi tiết được ghép là như thế này nè. Đó. Thông số thì em nó đọc này ha. Ren của mình là ren 21 nè. Chiều dài ra thì nó tầm khoảng là 7-8 cm. Đó. Đây, chiều dài cụ thể. Và cái phần để anh em mình gắn vào ren ống thì nó tầm 21 luôn nè. Ha. Đó, để mình nối đường nước đi ha, thì nhiều khi là anh em mình sợ nước phèn đồ này nó cạc đó, thì cái đây nó có bộ lọc bên trong này ha. Giá của mình là 800.000 một bộ. Đây vò Toto 800 nha, mã số của mình là vò Toto 800. Đó, 800.000 một bộ thế này ha, hàng mới 99% chưa xài ha, 99% hàng chưa xài ha. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo ha.